Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tiếng Hàn Coraline. Từ hôm nay, cô Minh Hoài sẽ dẫn các bạn để chúng ta cùng tiếp tục giáo trình tiếng Hàn ép để tiếp tục chương trình dành cho các bạn học và đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Và bài học đầu tiên là bài làm quen với chữ Hàn, Hankeul Ikigi. Cũng như mọi ngôn ngữ khác thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng bảng chữ cái. Bảng chữ cái tiếng Hàn được vua Sejong cùng các học giả biên soạn vào thời đại Joseon thế kỷ thứ 15. Và đây là hình ảnh vị vua Sejong, vị vua thứ tư của triều đại Joseon. Vào thời điểm đó, bảng chữ cái tiếng Hàn chỉ là một bộ chữ đơn giản gồm 11 chữ cái. Và đến nay qua thời gian thì chữ cái tiếng Hàn đã phát triển thành một bộ chữ gồm có 40 chữ cái, trong đó có 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Các nguyên âm của tiếng Hàn được hình thành bởi các yếu tố thiên, địa, nhân. Vòng tròn thể hiện cho bầu trời, nét ngang thể hiện cho mặt đất. Giữa trời và đất thì có con người, đó chính là nét đứng, nhân. Khi viết chữ Hàn, chúng ta tuân thủ nguyên tắc viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Mục tiêu của bài học hôm nay, cô muốn các bạn nắm được cách viết đúng, cách phát âm chuẩn của toàn bộ nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Nguyên âm của tiếng Hàn gồm có 21 chữ, trong đó có 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm đôi. Mời các bạn cùng đi vào chi tiết từng nguyên âm. Nguyên âm đầu tiên là nguyên âm A. Nguyên âm A được cấu tạo bởi một nét đứng dài và một nét ngang ngắn. Chúng ta viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nguyên âm thứ hai là nguyên âm O. Nguyên âm O được cấu tạo bởi một nét ngang ngắn và một nét đứng dài. Chúng ta viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nguyên âm thứ ba là nguyên âm O. Nguyên âm O được cấu tạo bởi một nét đứng ngắn và một nét ngang dài. Chúng ta viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nguyên âm thứ tư là nguyên âm U. Nguyên âm U được cấu tạo bởi một nét ngang dài và một nét đứng ngắn. Chúng ta viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nguyên âm thứ năm là nguyên âm Ư. Nguyên âm Ư được cấu tạo bởi một nét ngang dài và chúng ta viết từ trái sang phải. Nguyên âm thứ sáu là nguyên âm Y. Nguyên âm Y được cấu tạo bởi một nét đứng dài. Chúng ta viết từ trên xuống dưới. Và bây giờ, chúng ta đến với các nguyên âm phái sinh. Nguyên âm phái sinh là các nguyên âm được phát triển từ các nguyên âm cơ bản ban đầu bằng cách gấp đôi các nét ngắn. Từ nguyên âm A, khi gấp đôi nét ngang ngắn, chúng ta tạo thành nguyên âm mới A. Khi viết, chúng ta viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Từ nguyên âm O, khi gấp đôi nét ngang ngắn, chúng ta tạo thành nguyên âm mới O. Và chúng ta viết 1, 2 và 3. Từ nguyên âm O, khi gấp đôi nét đứng ngắn, chúng ta tạo thành nguyên âm mới IO. Và khi viết, chúng ta viết từ trên xuống dưới. Từ nguyên âm U, khi thêm nét đứng ngắn, chúng ta tạo thành nguyên âm mới IU. Và khi viết, chúng ta cũng viết từ trên xuống dưới. Các bạn đã học được cách viết 10 nguyên âm cơ bản rồi. Và bây giờ là cách phát âm nhé. Đầu tiên là nguyên âm A. Các bạn hãy mở rộng miệng thành hình tròn và lưỡi không chạm vào răng khi phát âm. A, A, A. Tiếp theo là nguyên âm O. Chúng ta cũng mở rộng miệng thành hình tròn, nhưng mà không rộng bằng khi phát âm nguyên âm A. Hàm dưới nâng lên một tí. O, O, O. Và tiếp theo là nguyên âm O. Các bạn hãy chu môi lên thành hình tròn khi phát âm. O, O, O. Và nguyên âm thứ tư là nguyên âm U. Ta cũng chu môi lên thành hình tròn, nhưng mà lại nâng hàm dưới lên một tí. U, U, U. Nguyên âm thứ năm là nguyên âm Ư. Các bạn hãy xòe miệng như đang cười, lưỡi không chạm vào răng. Ư, Ư, Ư. Và nguyên âm thứ sáu, ta cũng xòe miệng như đang cười, nhưng mà hà hàm dưới xuống một tí, lưỡi chạm vào răng. Y, Y, Y. Như vậy là các bạn đã biết cách phát âm của 6 nguyên âm đầu tiên rồi.
Còn các nguyên âm phải sinh thì làm sao nhỉ? Các bạn hãy để khuôn miệng ban đầu hình chữ Y, rồi sau đó lật nhanh về hình dạng của nguyên âm gốc ban đầu. Nào, mời các bạn cùng phát âm theo cô. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Các bạn có nghe chữ gì quen quen không nhỉ? Đó chính là đuôi yo trong câu chào của người Hàn đấy. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Chữ yo đã lượt rất là nhanh và chữ y người ta nghe rất là nhẹ phải không ạ? Chúng ta đã học viết và cách phát âm của 10 nguyên âm cơ bản đầu tiên. Từ 10 nguyên âm đó có thể tạo thành những từ vựng có nghĩa. Ví dụ, ô, số 5. Y, lại là số 2. Ô ghép với y, lại tạo thành từ vựng quả dưa chuột. Ô y, quả dưa chuột. Và a y, lại là em bé. U du, là sữa tươi. A y, uống u du. Các bạn có uống uzu không? Cô cũng uống uzu. Chúng ta đã từng uống uzu. Nhìn vào những ví dụ này, có bạn nào thắc mắc không nhỉ? Sao lúc nãy cô đọc nguyên âm không có vòng tròn mà bây giờ có vòng tròn cô cũng đọc như vậy? Đó chính là cách viết nguyên âm. Khi nguyên âm đứng độc lập hoặc là đứng trước phụ âm thì nó phải có vòng tròn. Và vòng tròn đó sẽ đứng bên trái nếu các nguyên âm có nét đứng dài, và nó sẽ nằm ở phía trên nếu các nguyên âm còn nét ngang dài. Bây giờ các bạn cùng cô ôn tập lại 10 nguyên âm cơ bản đầu tiên nhé. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, ư, i. Chúng ta đã ôn tập 10 nguyên âm cơ bản và bây giờ mời các bạn đến với 11 nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi là những nguyên âm được ghép bởi hai nguyên âm với nhau. Đầu tiên, A ghép với Y sẽ tạo thành E. Ya ghép với Y sẽ tạo thành Ye. O ghép với Y tạo thành nguyên âm mới là E. Và Do ghép với Y tạo thành nguyên âm mới là Ye. Mời các bạn cùng quan sát cách viết. Và tiếp theo, ô sẽ ghép với 3 nguyên âm để tạo thành 3 nguyên âm mới. Ô ghép với A tạo thành qua. Ô ghép với E tạo thành quẻ. Ô ghép với Y tạo thành quê. Chúng ta lại quan sát cách viết nào. Còn giờ đây là U sẽ ghép với 3 nguyên âm để tạo thành 3 nguyên âm đôi mới. U cộng O tạo thành O. U cộng với E tạo thành U. U cộng với I sẽ tạo thành U. Nguyên âm đôi cuối cùng được ghép từ nguyên âm ư với nguyên âm y để tạo thành nguyên âm ươi. Và khi viết, chúng ta viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Chúng ta đã học cách viết của 11 nguyên âm đôi và bây giờ là cách phát âm của chúng. Đầu tiên là nguyên âm e.
Chúng ta hãy mở rộng miệng và khóe miệng, hạ hàm dưới xuống một tí. E, E, E. Và tiếp theo là nguyên âm IE. Chúng ta hãy để khẩu hình miệng ban đầu của hình chữ I, sau đó lượt nhanh về hình chữ E. IE, 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 IE. Và nguyên âm đôi thứ ba là nguyên âm E. Chúng ta cũng mở rộng miệng và khỏe miệng nhưng nhỏ hơn khi phát âm nguyên âm E một tí. Mời các bạn cùng phát âm. E, E, E. Và nguyên âm đôi thứ tư là nguyên âm IE. Chúng ta lại để khuôn miệng ban đầu hình chữ I, sau đó lật nhanh về hình chữ E. IE, 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 IE. Bây giờ chúng ta phát âm những nguyên âm ghép với nguyên âm O nhé. Đầu tiên là O với A. Chúng ta sẽ để khuôn miệng bắt đầu hình chữ O, sau đó lượt nhanh về hình chữ A. Qua, qua, qua. Và tiếp theo là O với E. Chúng ta cũng để khuôn miệng bắt đầu hình chữ O, sau đó lượt nhanh về hình chữ E. Oe, oe, oe. Và nguyên âm thứ ba, O với I. Nguyên âm này chúng ta không phát âm thành O với I là ôi, mà chúng ta phải đọc nó là quê. Mời các bạn đọc nào. Quê, quê, quê. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc các nguyên âm ghép với nguyên âm U. Đầu tiên là U với O. Chúng ta để khuôn miệng bắt đầu hình chữ U, sau đó mở nhanh về hình chữ O. Qua, qua, qua. U ghép với E. Khuôn miệng bắt đầu hình chữ U, sau đó mở nhanh về hình chữ E. Uê, uê, uê. Còn U với I thì chúng ta lại cũng để khuôn miệng bắt đầu hình chữ U, sau đó chuyển nhanh về hình chữ I. Uy, uy, uy. Và nguyên âm đôi cuối cùng được ghép từ ư và y. Vì thế cho nên miệng của chúng ta ban đầu để hình chữ ư, sau chuyển nhanh về hình chữ y. Tuy nhiên khi này thì khuôn miệng của chúng ta hầu như là không thay đổi. Mời các bạn cùng đọc theo cô. Ươi, ươi, ươi. Một điều cô muốn lưu ý các em, đó là nguyên âm OE khi được phát âm bởi dòng trầm thì ta nghe giống như nguyên âm OI và UE vậy, đều là UE. Mời các bạn nào. UE, UE, UE. Và khi nghe người Hàn nói, hầu như ta sẽ rất là khó phân biệt, mà chúng ta chỉ phân biệt khi viết chúng mà thôi. Và các nguyên âm OA, OE, OI, UO, UE, UI, khi phát âm thì miệng chúng ta đều chú lại thành hình tròn, rồi sau đó tỏa ra về hình dạng các nguyên âm khác, giống như miệng của chúng ta đang nở hoa vậy. Mời các bạn chúng ta cùng thử lại một lần nữa nhé. Qua, uê, uê, qua, uê, uy. Chúng ta cùng cố ôn tập lại 11 nguyên âm đôi đã học nào. E, ye, e, ye, qua, uê, uê, qua, uê, uy, uy. Và từ những nguyên âm này, chúng ta lại xuất hiện một số từ vựng mới. Dế, vâng, quê, tại sao, uy, ở trên, và while, đến hoặc về. Vậy là qua bài học hôm nay, chúng ta đã nắm được cách viết đúng và cách phát âm chuẩn của cả 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm đôi. Mong các bạn về ôn tập thật tốt để chúng ta lại gặp nhau trong bài học tiếp theo. Anh Hi Kê Siêu.